Chết rồi, rồi. Không bằng em ta. Hôm nay thì giao mình sẽ hướng dẫn anh em cách rẽ ổ gà của Gào Kingdom. Tại ổ gà Gào Kingdom nó khá là rối ấy. Đầu tiên ổ gà chúng ta sẽ lựa chọn là ông ta chim có 5 trường chiến và chúng ta sẽ xây kênh đào. Bỏ qua mọi vấn đề đó thì tất nhiên chúng ta sẽ chọn thành công minh Trung Quốc rồi. Với cái ổ gà này nó có mấy cái thứ rất là gói, nhưng mà trước hết là chúng ta phải đi từng bước trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo nền giặc để sau đó chúng ta làm hướng dẫn. Ok, cái này chắc mình skip rồi nhỉ. Ok, sau khi chơi xong hướng dẫn thì chúng ta sẽ có được mấy thứ cực kỳ đơn giản như thế này. Được, chúng ta sẽ cần vào cái phần account. À không không, đâu phải, nhầm. Ok, do cái phần mà chúng ta sẽ chỉnh sang gì nhỉ, mấy cái server khác ấy. Đấy, nó phần character management gì đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ xem những cái server đấy, anh em xem trước đi để xem coi hiện tại server chúng ta cần là mấy, ví dụ 2933, ví dụ chúng ta ủi kiểu như là 10 ngày thì trong 10 ngày đó nó sẽ ra là nhiều nhất là 10 server đúng không, thì tới 2943 thì chúng ta sẽ bay sang cái server mới nó kiểu thế. Nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề khác, đó chính là chúng ta kiểu như là nó bị giới hạn đi, giới hạn chúng ta ủi đi để đây để mình kéo ra. Ok, kéo phóng to ra như thế này, bấm vào cái hình trái đất. Sau đó chúng ta sẽ xem đó, mấy cái season 1, season 2, season 3 này là nó thuộc KVK, bây giờ nó không cho ủ nữa. Hồi xưa đã ủ trên mấy cái KVK này rất là ngon, nhưng mà bây giờ không cho ủ nữa. Cái thì làm sao chúng ta biết được cái server nào mà chúng ta vô ủ? Đầu tiên là chúng ta sẽ bấm dùng cái server nào đó bất kỳ nhé. Bấm vào chúng ta xem nhé, server này là 24 ngày tuổi. Ok, thì thông thường đó, chúng ta cần phải tránh những cái server mà nó trên 60 ngày tuổi, bởi vì cỡ 70 ngày tuổi là nó sẽ có KVK. Cái KVK này nó có gì đặc biệt, đó chính là khi mà KVK xuất hiện ấy thì thứ nhất là chiến tranh rất là nhiều, chúng ta There sẽ are khó many một. different items Thứ you need. hai đó chính These là nó mất resource đi con items lừa. are protected. Đây con này, Even when your city is chúng ta có sacked, cái con này chúng ta mới use chuyển them server được. wisely to boost Đấy, ở tới đây là anh em development hiểu or rồi, recover from a nghĩa là chúng war. ta khi nào mà con lừa này gần hết hạn ấy, chúng ta sẽ chuyển sang cái server mới nhất. Thì cái cách mà căn bản đơn giản nhất ấy, là cái con lừa này còn một ngày này, chúng ta sẽ phải canh xem server mới nhất nào ra thì chúng ta sẽ tới cái server đấy. Lý do để chờ một ngày ấy là để vì nếu mà 2 ngày không ra server thì chúng ta múc cái server kia luôn đấy, còn nếu mà nó ra server thì chúng ta sẽ chọn server mới nhất coi như là dự trù ấy. Thì cái con lừa này nếu mà chúng ta úp cái nhà chính vượt cấp 7 thì nó sẽ mất đi, thế cho nên là chúng ta phải đúng ổ à, cái chúng ta phải giữ ở cấp 7. Ok, và không được xài tăng tốc nha, nhất định là không được xài tăng tốc. Ví dụ như thường ấy ổ à, chúng ta sẽ still ăn để lo. Ok, chưa có mở khói này. Thường khi mà ủ ạt ấy thì chúng ta sẽ phải vô mấy cái server nào kiểu đã mở khói rồi, nhưng mà bây giờ game nó chơi dơ á. Đây thì khi mà chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ xem những cái thứ này này. Đầu tiên á là nếu mà chúng ta có dấu, nói chung là chúng ta có cái dấu chấp thì chúng ta sẽ chuyển được. Đấy, ok, bây giờ tôi sẽ thử chuyển cho cái server. À không, mình phải tạo một cái ạc mới ở cái server đấy. Ok, mình phải tạo một cái ạc mới ở cái server đấy rồi sau đó mình mới chuyển được. Ví dụ nhé, cái ạc của mình ấy là server 2882 đúng không, thì sau này mình sẽ chuyển sang cái server mới nhất ở cái server này. Đấy, bấm vào đây, nó sẽ yêu cầu là bạn phải có một cái con lừa đấy. Cái này, cái thứ hai là cái con lừa này, và cái thứ nhất là bạn phải có cái beginner đấy. Ok, một cái hai cái, một cái, nói chung là cái này nó đỡ tiếng Anh tôi cũng khó chịu quá rồi. Một cái, cho lại cái túi đồ xem nào. Đây, môi một cái con lừa và một cái teleport, để chúng ta phải có hai cái đấy. Ok, thì bây giờ cái ad này của mình ấy là do mình mới tạo cho nên nó ở cái server mới nhất, thì mình sẽ chuyển sang cái server cũ. Rồi chúng ta vào setting, rồi chúng ta sẽ bấm vào character management này, chúng ta sẽ xem lại cái server đấy. Thường những cái server cũ ấy, dù nó đã lùng xùng hết rồi, kiểu như nó chiếm mở rộng cái kiểu hết rồi ấy, nhưng mà mình ở server đấy thì cũng có vài cái phẻ, trong đó là có mở cái khói ấy, nhưng mà cái mở khói này bây giờ nó khốn nạn quá, nó không còn cho mở khói nữa. Ok, thì chúng ta sẽ chắc để cái server thêm một lần nữa cho kỹ nha. Nhớ là ngày của server đó phải dưới 60 nha, dưới 60 mới tốt, 60 rồi thôi bỏ đi.
ví dụ như là cái mấy hàng này liên hàng dưới đáy xã hội có nói nhiều rồi, giá hàng này bảy mấy rồi thôi bỏ đi, ok phải dưới 60, ví dụ như là kiếm hàng nào cỡ ba mấy nha, ba mấy bốn mấy là vừa đẹp, 35 này, ok 35 đi, hàng này sẽ là 2897, ok 2897 nhé. Bây giờ mình sẽ tạo một cái hạt ở 2897, đây kéo xuống 2897 đấy, yes đấy. Và bây giờ thì chúng ta cứ việc mà chơi cái tutorial thôi, mình sẽ skip cái khúc tutorial đấy rồi sẽ quay trở lại. Ok, đây là tôi sau khi mà đã tạo xong, chúng ta có thể thấy là ma gạch 16 rồi, chúng ta bỏ qua mọi vấn đề đi. Ok, vấn đề ở đây chính là chúng ta đang ở nơi mà giờ có thể nói là có rất là nhiều nơi bỏ cái sương mù ấy, thế cho nên là chúng ta có thể mà đôi khi là được đền, cũng như là chúng ở đâu mấy chỗ mở này bằng cách nào đó nó có một cái kho báu ấy, hoặc là nó có mấy cái sự trợ giúp của dân làng. Đây thì chúng ta có thể đi đi tham quan, đây chính là một trong những cái điểm mạnh của cái ủ ạt ở server cũ, đó chính là cái bản đồ chúng ta có người mở sẵn rồi, và chúng ta có một cái khiên. Đây cái khiên này thì người ta sẽ không đánh bạn được, và khi mà bạn ủ ạt ấy thì bạn lưu ý cho mình ấy, cái thứ gì mà quan trọng là mình nhắc được nhiều lần nha, không xài bất kỳ tài nguyên nào trong đây, ok chưa, không xài bất kỳ tài nguyên nào hiếu thì đào chứ không được xài. Cái thứ hai là không được xài tăng tốc với mọi trường hợp luôn, đợi thì đợi, không được xài tăng tốc, ok. Bởi vì ấy, trong cái ủ ạt này thì bạn không bao giờ vượt quá nhà chính của bạn, không bao giờ được vượt quá level 7, ok chưa. Chính vì mà nhà chính của bạn không bao giờ vượt quá level 7, thế cho nên là dù bạn có nâng cấp, kiểu như là dùng hết toàn bộ nâng cấp để nâng cấp cho bạn lên max 7, rồi sau đó những thời gian sau thì bạn cũng không làm gì cả, mấy thằng thợ xây của bạn nó sẽ đứng như mấy thằng tự kỷ, nó kiểu không làm gì, nó kiểu thế, thì điều đấy nó rất là ổn em ạ, nó cực kỳ ổn luôn. Và chúng ta đừng có mua hai hệ xây ở cái thời điểm này nha, đấy đừng có xài hai hệ xây rồi thời điểm này, bởi vì chúng ta trong 10 ngày chắc chắn là chúng ta sẽ úp lên 7 được hết, cái là dễ dàng thôi. Thế cho nên đừng bao giờ tăng tốc, đừng bao giờ xài tài nguyên làm gì cả. Khi mà chúng ta qua cái server mới ấy, thì lúc đó là theo kinh nghiệm cũ mà nó thì mình ủ có một tuần thì được 100, hình như là từ 100 tới 200k sức mạnh hay gì đấy. Đấy thì mình ủ cái đấy, trong thời gian ủ thì mình cũng chỉ là vô rồi nâng cấp đội quân, sau đó là cứ bóng giờ khi mà đội quân nâng cấp xong thì vô nâng cấp lại cho mấy thằng quân chạy chạy đi kiếm tài nguyên ấy, cũng được cỡ gần 100 tới 200k được chiến. Sau đó là khi mà mình tới thành phố mới thì mình sẽ dùng tài nguyên của mình và dùng hết nâng cấp của mình để đạt tới một cái được chiến cao nhất để có thể xin vào được top 1 và là top 2 của cái bang của cái server đấy, thậm chí là cùng lắm thì chúng ta sẽ xin cho top 3 đấy. Nói chung là chúng ta ủ ạt thì chúng ta có 10 ngày đâu mà chơi cứ chậm rãi thôi. Nếu mà game không ra server mới thì chúng ta sẽ vô cái server mới nhất đấy. Còn nếu mà bạn thường ấy, cái lúc mà bạn chờ server ấy, ví dụ nhé, đây để mình ví dụ cho, ví dụ server của bạn là 2933 thì bạn đợi đúng giờ luôn, nhưng mà nó sẽ không bao giờ ra server 2934 đâu, bạn phải hot game vô lại đấy, bạn phải hot game vô lại thì nó mới ra cái server 2934 được. Đó là một trong những cái điểm mà bạn rất là quan trọng ấy. Có khi bạn treo cái đồng hồ, cái treo cái điện thoại bạn 6 tiếng liên tục đúng giờ rồi nhưng mà server mới vẫn chưa ra, đó là do bạn chưa có game ra vô lại, chứ ra lại nó đã ra bao rồi đấy. Và bạn không được bỏ sót, không được để dư hết lực, nãy giờ mà nói chuyện lung dư cái hết lực này đúng không đấy, không được dư hết lực nha, bạn phải dùng hết lực của bạn đánh được tới đâu thì đánh, nhất định phải đánh luôn, bởi vì hết lực của bạn ấy giai đoạn đầu ấy nó rất là nhiều, bạn xài không bao giờ hết, bạn cứ đánh với con mang gợ để nâng cấp cho tướng của bạn. Đây thì con tướng khi mà đánh mang gợ thì nó sẽ được kinh nghiệm, thì kinh nghiệm tướng nâng cấp thì nó sẽ tăng vào lực chiến của bạn đúng không đấy, và khi mà nâng cấp bạn sẽ tăng ta lâm này thì nó cũng tăng lực chiến cho bạn. Nếu bạn đánh mát cái con tôm tử này thì đánh đánh tới con cầm cung không có vấn đề gì cả, cứ cài hết hết lực đấy. Còn nếu mà bạn thấy là lý do mát nó không nên được nữa thì bạn cũng đánh luôn, lý do đó chính là mấy con này nó sẽ cho đồ, ví dụ nhé, nó cho cái tăng tốc 1 phút này và sách kinh nghiệm này, thức ăn này và mũi tên để nâng pháo này, cái đó gì nhỉ,
cái cua nọ mình cũng chả biết nó tên gì nào, cho bản tiếng Anh chả biết nó gì, hấp canh à, ừ nó kiểu hấp canh đấy. Để chút nữa mình chỉnh sang tiếng Việt nha, ok, bởi vì mình tải lập trình bằng tiếng Anh đấy. Thì chúng ta cứ đọc qua đọc lại mấy cái tình huống này, nhớ là đừng bao giờ để dư tài nguyên gì, cũng đừng bao giờ xài tài nguyên, ok. Nếu mà các bạn hiếu ấy, thì các bạn có thể không cho đánh mang gỡ nữa, hoặc là bạn đánh mang gỡ hết hay gặp đấy, bạn cho quân đi đào đấy, không bao giờ được There, you can tốn tài, send your troops to gather không bao giờ được tốn resources mấy cái at any hàng time. tài nguyên cực And kỳ quý giá. remember, Bởi vì Siege bạn có is thể suy nghĩ always the rằng là best tài choice. nguyên ở đây xài hết ấy, thì kiếm là khó, còn tài nguyên đào thì đào hết thì ngày sau nó sẽ spam lại, thế cho nên cứ cứ việc đào, ok, chỉ tốn thời gian tí thôi. Và video này của mình đến đây kết thúc rồi. Vài ngày sau mà khi mà mình sẽ chuyển vài ngày sau khi mà mình chuyển cái này thì mình sẽ làm thêm cái video là hướng dẫn sau khi chuyển, ok. Bây giờ thì mình cũng chỉ nói được tới đây thôi. Nếu là hết video đừng quên một like đăng ký kênh, mình sẽ video này không là tiếp theo nha. Và cho những video đức lại là sau. Bye bye.